Hi xin chào bạn, mình là Hugh BK và hiện tại mình đang là một freelancer filmmaker. Và thể loại video chính mà mình đang làm đó là thời trang và hành động. Nghe có vẻ tương phản đúng không? Nhưng mà đối với mình, đó là một trong những trải nghiệm đặc biệt khi mà vừa quay beauty, vừa quay hành động. Dành cho hầu hết những người đang xem vlog của mình thì sắp đến channel YouTube của mình sẽ làm hướng dẫn về tất tần tật những thứ liên quan tới làm video, và tất cả video đó sẽ dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình trong khoảng thời gian làm video vừa qua, và đồng thời chúng ta sẽ có những buổi breakdown và cùng bàn luận sâu hơn về những video mà mình đã làm, và qua đó chúng ta có thể học hỏi và trao đổi những kinh nghiệm của nhau. Và mình rất cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã theo dõi cũng như ủng hộ những sản phẩm mà mình đã làm, và nhất là những bạn đã chịu khó chờ vlog của mình. Okay. Và thực sự đây cũng là lần đầu tiên mình làm vlog, cho nên coi như đây là một lời chào hỏi, một lời giới thiệu về bản thân mình cũng như channel Hiếu BK của mình. Nếu các bạn có những yêu cầu và những câu hỏi liên quan đến video của mình, hãy comment ở fanpage hoặc là channel YouTube của mình nhé. Yeah, và đừng quên nếu các bạn thích và có cảm hứng từ video của mình thì đừng quên like và subscribe channel của mình nhé. À, và đừng quên nhớ chia sẻ video cho những người cùng đam mê giống mình nhé. Peace.